số đo khẩu trang cho bé từ 1 đến 13 tuổi các bạn nhé. Đây là từ 1 đến 2 tuổi thì chiều dài là 18 phân, chiều rộng là 13, đường gấp là 3 phân. Đường gấp tức là cái đường này các bạn nhé. Đo từ đầu này vào đây và chúng ta là gấp lại như thế này. Gọi là đường gấp. Và cái góc này là 3,5 phân các bạn nhé. Từ đầu góc xuống điểm này 3,5 và bên này xuống điểm này cũng 3,5 phân. Và đây là số đo cho bé từ 3 đến 4 tuổi, chiều dài là 19, chiều rộng là 14 và đường gấp là 3,2 và đường góc là 3,8. Từ 5 đến 6 tuổi, chiều dài là 20, chiều rộng là 15, đường gấp là 3,4 và đường góc là 4 phân. Từ 7 đến 8 tuổi, chiều dài là 21, chiều rộng là 16, đường gấp là 3,7 phân và đường góc là 4,3 phân. Và từ 9 đến 10 tuổi, chiều dài là 22, chiều rộng là 17, đường gấp là 4,2 và đường góc là 4,6 phân. Và từ 11 đến 13 tuổi, chiều dài là 24, chiều rộng 18, đường gấp 4,5 và đường góc là 5 phân các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ may một mẫu cho bé từ 7 đến 8 tuổi. Đây là theo chiều dài 21, chiều rộng 16 và đường gấp là 3,7 phân. Và chúng ta cắt hai mảnh như thế này nhé. Và hai đoạn chun này nữa các bạn nhé. Và theo cái số đo cho bé từ 7 đến 8 tuổi thì chiều dài này là 21 và chiều rộng này là 16 phân các bạn nhé. Và từ đầu điểm góc này thì cho bé từ 7 đến 8 tuổi thì các bạn xuống 4,3 phân. Từ đầu góc xuống 4,3 phân của chiều dài và chiều rộng cũng vậy các bạn nhé. Và chúng ta cắt đi. Và ba góc còn lại các bạn cũng làm đi, cắt đi bốn góc của chúng ta được như này. Và bây giờ chúng ta may quay xung quanh và để lại hai cái góc. Rồi bây giờ các bạn úp hai mặt phải vào nhau như thế này và chúng ta may từ đầu như này. Để lại hai đầu này của chúng ta lộn lên. Sau khi lộn ra các bạn máy mí thêm một đường này nữa nhé. Máy mí xong rồi các bạn có là các bạn là đi cho nó phẳng, mà không có là thì không sao. Các bạn đo từ đầu này xuống 3/7 các bạn nhé. 3/7. 3,7 phân. Bên này cũng vậy. Và bên này cũng vậy. Và các bạn gấp lại. Các bạn gấp theo cái điều mình vừa kể này. Và các bạn là ra. Các bạn máy hai đường này. Và máy sau các bạn gấp hai đầu này vào để sỏi chun nhé. May xong hai cái đầu rồi thì các bạn để ý nhé. Cái đầu này các bạn
lật sang như thế này vừa bằng cái mép này nhé. Đó. Các bạn để ý. Và các bạn chặn lại. Bốn góc các bạn đều chặn lại như thế. Và sau khi chặn xong bốn góc này, chúng ta được chiếc khẩu trang như này các bạn. Cái mẫu này thì đeo rất là fit các bạn và rất là dễ chịu. Bây giờ thì mình xỏi thun này. Mình đã may xong và được một chiếc khẩu trang cho bé như thế này các bạn nhé. May rất là dễ các bạn ạ. Các bạn không có may thì các bạn khâu tay cũng được. Các bạn cứ theo cái số đo và điều chỉnh theo cái kích cỡ của bé nhé. Video hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy hay thì like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video của mình lần sau.